Đúng rồi, bây giờ cứ báo cáo tài chính chuẩn là tất cả những cái kia nó sẽ lên đúng hết. Wow. Đấy. Mà khi mình làm xong báo cáo tài chính rồi thì sổ sách mình in ra nó cũng nhàn đúng không? Đấy, Wow. chứ bây giờ em bảo em đi học mỗi cái thuế trước không thì người ta dạy chung chung làm sao mà em hiểu được chi tiết đúng không? Và làm mỗi cái thuế không thì mình cũng đâu có lên được báo cáo tài chính đâu. Đấy. Với lại em cũng hiểu là tự nhiên số đó làm sao, với lại Đúng rồi. dịch báo cáo là mình đọc mà không đọc được cái đường đi á cô, không biết là Đúng. nó sai chỗ nào, nhìn Đúng đúng nó đúng, đấy đấy. Chứ còn khi mà mình học cái tổng hợp như thế này ấy thì mình đọc vừa đọc được báo cáo này, vừa đọc được thuế này, rồi kiểu như là quản trị được luôn ấy. Đấy, nó tổng hợp bởi vì kế toán nó phản ánh con số mà, đúng không? Đấy, chứ còn thực ra là lúc đấy em quen bên chị là bọn chị cũng sẽ định hướng cho bọn em là học là làm được luôn chứ không phải học vòng vo như là các cái khóa học ở các trung tâm khác. Đấy. Ơ nhưng mà sao sao Nhi lại biết được bên chị? Em lúc mà khi mà em bắt đầu em lường trước rồi là em biết cái tính sếp á, tính sếp là sẽ cắt giảm chi phí cả lúc trước là có thuê dịch vụ kế toán ngoài nữa, nhưng mà em nói với cô là nó làm là em thấy dấu hiệu nó cũng không có chuẩn rồi, nói Đúng chung là hoàn rồi. toàn dựa vào em, kiểu là nó không có kiểm lại chính xác đâu, lúc em làm thì nó không lên ok, không kiểm lại luôn. Rồi giá thành thì em nói với cô đó, cuối tháng nó là một một lập như vậy đó, mặc dù lên số được nhưng mà nó đâu có logic giống như Đúng rồi, nó cái cô không hướng dẫn đầy đâu. đủ bài bản như của chị em mình làm đúng không? Dạ, cái Đấy. xong cái em mới lên, em lúc đó em cũng nhận ra rồi là em cứ thuế thì mông lung lắm mà mất thời gian lắm, cái đầu em mới lên em gõ trên Google, xong rồi cái em gặp cô, em gặp cái trang kế toán Việt Hưng đầu tiên ấy, cái nó nói là dạy kế toán online, tại vì em là không có lời đến trung tâm rồi, tại em ở quê mà, cái em mới gõ lên gặp cô ấy, cái em nói chuyện là gì không ấy. Ở tít An Giang thì chỉ có học online là thuận tiện thôi nhỉ. Vâng, Đấy, mình dạ chủ mà động về thời em gian. là để vậy, lúc mà ở quê thì muốn nâng cao, muốn cái gì đó thì nó cũng hơi khó, Đúng toàn online rồi, thôi, không đúng có đi rồi. đâu được. Đúng, chỉ online là tiện nhất thôi. Với lại mình học mình trao đổi nó cũng thuận tiện cơ, không không phải Dạ. chờ đợi gì đúng không? Đấy, như Wow. em vướng mắc cái gì em hỏi thì chị hỗ trợ trả lời cho em luôn. Dạ, em thấy là nhanh luôn ấy, còn cái chỗ khác á thì em phải đợi dài cổ ra, mà không, nói chung là cô thắc mắc mà cô không được giải đáp là Đúng công việc nó rồi. bị trễ trễ Đúng rồi, nó bị trễ. trì trệ ngay. Còn ở đây nhiều khi nhắn chị chỉ bận một chút thôi xong rồi chị lại trả lời em ngay. Đúng rồi, mà nói chung là nó là nhanh hơn với chỗ khác rồi, nói chung là nó giải quyết được vấn đề của em ấy, nói chung là nó thắc mắc á là cứ giải quyết được cái đầu nó thoải mái. Đúng. Nói chung là mình đang vướng cái gì phải giải quyết ngay. Chứ còn bây giờ mình để lại thì cảm thấy khó chịu lắm. Khó chịu Đúng mà rồi. nếu mà để lâu cái đầu nó quên, như hạn như nó không Quên, đúng đúng đấy, quên bởi vì mình làm xử lý bao nhiêu việc mà. Chứ có phải là lúc nào cũng chăm chăm mỗi cái đấy đâu, đúng không? Thôi, cố gắng mà học hỏi nhiều vào để sau này không làm những công ty đấy mà còn làm những công ty khác nữa. Đấy, và em còn trẻ mà thì cứ học hỏi tích lũy kinh nghiệm dần dần. Sau này thì nào cũng sẽ hơn bọn chị là cái chắc. Cái đấy là chị khẳng định luôn chắc chắn đấy. Bởi vì em học em cũng nhanh mà. Nói chung là cũng chịu khó cày ấy. Đấy. Thế có bạn bè nào thì giới thiệu cho Việt Hưng ấy. Vâng, em đang ấy nè, mà kiểu là hôm trước em nói với cô có Hôm thằng trước bạn có đó, bạn nào đấy. bà tức lắm luôn ấy, nó chưa có quyết đoán được luôn ấy cô. Bây giờ nó đang bị nói là tao thì muốn đi tổng hợp đó, nhưng mà giờ là nó nộp luôn rồi, nộp công chức luôn rồi, nó không có vượt qua được ba mẹ nó. Thì tao nói thì mày cứ vô đi, rồi chừng nào mày muốn thì mày mày nói tao nó đi, tại vì nó Không là nhưng tổng hợp mà bạn ấy thi công chức là cũng là về kế toán à? ngân hàng của Ngân ngân hàng. hàng nhà nước. Bên chị cũng vậy mà. Về về kho bạc ấy. Vâng, mà để coi thí dụ như, tại vì nó chưa có biết gì luôn ấy, tại nó chưa có biết gì là chú chồng nó sẽ làm gì, nó bây giờ nó đang chỉ đi theo gia đình ấy, nên là nó chưa có phát sinh cái để mà nó muốn học ấy. Thôi cứ khi nào mà cứ vướng mắc gì thì lại hỏi kế toán Việt Hưng. Lại nhờ Nhi tư vấn.
Thì nói chung là em nói là nói chung là nói giống như em nói là phải không? Tại vì cái bạn Ừ. gái của nó là cũng là bạn thân của em À nữa, à là thế nói chung là à. hai đứa quen nhau rồi. Ừ. Cái nó hỏi là thằng Tàn nó cũng đang gọi là muốn học tổng hợp á, để mà À. đi làm. Lúc trước À. thì nó làm ở Hoa Sen thì nó làm phần hành thôi, đâu có đủ thời gian Ừ. để báo cáo tài chính này kia. Rồi thì, bây giờ nó mới muốn là học lên để mà đi làm ấy. Thì nó Rồi. nói thì tao đang học ở chỗ đó đó, tao thấy im. Tại vì lúc mà trước á, tao đi học mấy chỗ khác á, thì lại trung tâm á, thì nó cũng có Ừ. bấy nhiêu đó thôi. Với Đúng lại rồi. chắc chắn là lúc mà mày học chỗ đó đó, là mày chưa có phát sinh cái Cái để mình mày cần hỏi đâu. hỏi, đúng Đúng rồi, rồi. cái gì gặt á. Ờ, Mẹ nói cái gì về là ôi rồi mình được học nhiều kinh nghiệm thế đúng không? Nhưng thực nhưng mà ra tí quay ra vào làm thực tế thì đâu có phải là những cái đấy nó vận dụng được đâu. Mà cô Đấy. không nhớ luôn ấy cô. Ý Ờ, đúng kiểu cô rồi. ghi lại nhưng mà cô dạch ra rồi thì cũng chả hiểu gì mấy, và bản chất Đúng. mình xử lý cũng hơi ghê. Đúng rồi, còn Rồi trên thực tế nó xử lý rất là nhiều vấn đề đấy. Em làm thì em biết công ty của em đấy. Nó vâng. quá nhiều vấn đề luôn chứ nó không màu hồng như là mình đi học ở trung tâm đâu. Cũng kiểu là nó những cái mà phát sinh cơ bản thôi, không có giống như là ở đây mà xử lý từng cái chi tiết một. Nên Đúng em rồi. nói sao mà tạo lòng tin ở nó gì đó, xong đùng một cái cái nó mới sao nó đi thi công Kệ không sao mà thi công chức thì chức. bên chị cũng dạy bên khối hành chính với lại kho bạc mà khi khi Thì em bạn đấy để cần thì cứ bảo vâng. hỏi chị thôi để chị tư vấn cho thêm Dạ không vấn em đề thấy chỗ này gì tốt, em muốn đi học phí tiền nó mới giống như em lúc trước này. đúng rồi mình xác định học là mình phải thu về được thành quả chứ còn bảo là học cho nó xong thì không ăn thua đúng Dạ trước thì không em cũng cũng tìm trên mạng này kia đấy, thì ờ tư vấn mà em mới bước ra thì cũng tư vấn cũng không biết cái gì để hỏi thêm ấy, thì ừ họ cứ nói thì mình đúng cái mình cần, cái em ra em ờ học vậy đó. ờ rút Xong cái qua nhiều cái nhiều lần này mình cũng được sáng mắt kinh nghiệm ra nữa như bọn chị ấy thì làm như thế nào thì hướng dẫn em đúng như thế bởi vì cái công ty mà sản xuất gia công như thế này này bên chị cũng làm mà nên là làm như thế nào thì chị hướng dẫn em như thế luôn chứ cũng chả giấu kinh nghiệm mà cũng nói chung là cũng chẳng có gì phải giữ lại cho mình cả đúng không đấy có gì thì mình chia sẻ rồi trao đổi tìm hiểu Nói chung là cái phương pháp thì mình chỉ, nhưng mà cái giống như là cô chỉ giống cái phương pháp gì đó, nhưng mà nhiều người á thì biết cái phương pháp đó thì làm nhanh hay chậm hoặc là tiếp thu như thế nào ấy, thì Ừ, là ở mỗi cá nhân. đúng Em rồi. thấy là cái khi mà biết cái phương pháp làm, nhưng mà khi mà lên nó còn phụ thuộc vào cái người đó làm như thế nào nữa. Đúng Ví dụ như rồi. cô làm đúng cách nhưng mà cô không cẩn thận hoặc Đúng là rồi. nào đấy thì số liệu nó lên không chuẩn, nhưng mà Đúng, cách chính làm thì xác. đúng Ừ. đó, vậy đó. Đấy, cách làm thường người ta định hướng cho mình cái cách làm. Nhưng mà còn về cái thực hiện thì mình phải cẩn thận trong quá trình mình thực hiện đúng không? Ví Dạ dụ bây đúng giờ nó rồi. nợ tài khoản này nhưng mà mình đi cho nó nợ tài khoản khác thì có phải là nó sai không? Dạ Mà đúng trong rồi, khi sai. đó người ta hướng dẫn mình đúng đúng không? Nhưng mà thực ra thì không không bao giờ để làm chuẩn 100% được. Bởi vì Dạ nhiều cũng khi có em sai. đang làm cái vấn đề này, em đang làm dở cái phần ghi tăng công cụ chẳng hạn. Nhưng mà em lại đi xử lý việc khác thì em quay lại em sẽ bị quên, đúng không? Em Đúng quên rồi thì nó. em lại làm sai chẳng hạn thì lúc đấy em lại phải có cái cách để mình kiểm tra đối chiếu đúng không? Dạ đúng rồi, mình đó là cái mình đang rèn luyện là cái đó đó cô, là Cái đọc kỹ báo cáo năng thì đúng nó rồi, cũng kỹ năng đọc hiểu báo cáo và khó. tìm ra lối sai điều chỉnh. Cái Đấy. đó đấy. Chứ còn Cái hạch toán cơ thì bản. ai hạch toán được mà. Dạ đúng rồi. Trời ơi, trong 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 cái chỗ em đang làm này có một cái kiểu là công ty của em á, là do cái ông sếp hiện tại đó nha, là ổng có hai công ty, một công ty thuộc của ổng là một thành viên, và một cái là công ty liên danh của em đang làm ấy với nước ngoài. Thì cái chị mà chị thuê bên kia, thuê bên cái một thành viên đó đó, thì đang đang cũng mà đang làm văn phòng với em, kiểu là anh cũng về ở quê á, hai cái xưởng sản xuất cùng ở gần nhau. Thì chị nói là kiểu là em cũng hỗ trợ bên chị, nhưng mà chị đang dùng phần mềm đó là không phù hợp ấy, Đúng nên là phải rồi. làm tay ở ngoài nhiều. Đấy, Rồi bây giờ mình em làm visa có phải tiện không? dạ đúng rồi, cái chị thì chị dừng lại ở ở cái mức độ là nhập liệu ấy, nhưng mà cảm giác như là chị đã gọi là ok rồi đó, nhập liệu lên rồi là ok.
cái em mới nói thẳng luôn mày, cái nó học ở cô là bao nhiêu em được hiểu á, cái là không chỉ là hiểu về cái cách làm không đâu mà hiểu về cái chất của kế toán luôn á cô, chứ Ừ. mới ra thì mình còn mơ mơ chỉ biết trên Đúng giấy rồi. tờ thôi, Đúng nói rồi. chung không Nói chung không là em có học mấy khóa này là em hiểu ra được nhiều vấn đề đấy. thiệt thiệt ý cô. Cái Ừ. em mới nói chỉ một câu vậy nè, nói là chị nhập ấy thì chị nhập chính xác á thì Ừ. ok 50, cũng Ừ. chưa tới 50 đâu, nó 50 đấy, quan Ừ. trọng là cái chị xử lý số liệu kìa, Đúng xử rồi. lý luôn ấy, là cách cân đối và cách đọc báo cáo để lên đúng ấy. Đúng rồi. Ờ, Đấy. mà chị đã gọi là kiểu là bên lên cái em ờ em không chịu được, nói chung là cái Ừ. gì phải em thích thẳng và bục như vậy đó, Đúng rồi, nói là mình chị cứ phải nghe. nói thẳng. Vâng, Như chị cũng cái thế thôi. em vâng cái em cứ nói là đợi chị còn cái là xử lý số liệu nữa chứ không phải lên số như vậy là xong đâu, nói chung là Rồi. chị cứ làm dừng lại ở mức đó rồi là chị đã nói là chị đã ok rồi ấy cô, Ồ, nói rồi chung xong là rồi qua mình quản bao giờ sự cũng cho mày mình cứ là đúng ừ thì không bao giờ phát triển được đâu. dạ đúng rồi Phải mình phải lắng nghe và học hỏi từ nhiều phía ấy. ừ Ừ. mà đúng là bây giờ em phải đi lại bắt đầu cơ sở lại là có cái gì căn cứ là chắc chắn trước rồi, thuế thì nói chung là nó giống như cô nói nó rất là mông lung. Đúng rồi, mông lung lắm mà nó nhiều các cái vấn đề xử lý lắm. Mỗi một Ồ lần nó sẽ phát sinh ra một cái vấn đề khác nhau. ừ Thế nên là thôi, cứ vướng vào cái gì thì chị em mình cứ gỡ ra dần dần. vâng tại vì bây giờ em đi cái báo cáo như cô nói vậy Ừ, đấy, đó, thế đó thì là bây cái giờ chuẩn. em cứ làm theo như chị hướng dẫn là em cũng hướng làm được cũng như khá nhiều vấn đề rồi đấy. Bây giờ em chỉ còn phân bổ công cụ thôi, thì em kiểm tra công cụ xong rồi đúng không? Thì bây giờ mình vào phân bổ chi phí và lần lượt phân bổ từ tháng 1 đến tháng 3. Chị em mình làm 3 quý trước mà. Ừ, thì phân bổ từ tháng 1 đến tháng 3 đi. Xong rồi tí nữa đến tài sản cố định cũng kiểm tra tương tự như công cụ ấy. Cái này Dạ. em phân bổ thì em cứ nhấn cất thôi bởi vì em đã kiểm Ừ. tra hết ở bên ngoài rồi. Nó Ừ. đúng rồi, hiểu Ừ, dạ. không? Còn các cái chi phí dùng cho sản xuất mà dùng chung ấy thì lúc Ừ. gì mình phân bổ chung khi mà mình tính giá thành nên là cũng không cần phải chọn đối tượng. Đó. Ờ. Mà sao máy tính để bàn này lại có 7.000 nhỉ? Máy tính để bàn cho em cho phòng bổ Bảy dài ấy cô. nghìn một tháng à? Ờ. Cái này là 080. 080. Cái này là đầu kỳ. Ờ em để phân bổ 36 tháng. Ok thôi kệ đi. Rồi em phân bổ tiếp tháng 2 đi. Phân bổ tiếp tháng 2, tháng 3. Wow. Cái này sao là còn có 9 đồng? Máy lạnh. 071 này. Ok đầu kỳ. Số tiền phân bổ hàng kỳ. Hàng kỳ tức là số tiền phân bổ một tháng mà là 5 triệu á. À, từ tháng 1 năm 19. Chắc là do chị em mình chỉnh sửa ở cái lúc mà làm sao mà để cho nó về bằng đúng với giá trị còn lại ấy. Nên là Vâng. nó sẽ bị lệch một vài đồng ấy. Ừ. Đấy, do đó nó bị ấy cái đấy rồi. Thôi kệ nó đi. Sau này khi mà em in sổ ấy, Ừ. em cộng cái mấy cái này này, mấy cái nhỏ nhỏ này vào giá trị của một cái nào đó cũng được. Hiểu không? Cho nó hết cái này đi. Thế thôi. Chứ còn không không ảnh hưởng gì đến số tiền là được. Vâng, mà Giống để như nó cái cũng 7 sống đồng ấy, ừ, như cái 7 đồng vừa nãy của cái đây này vào phân bổ chi phí này. Chặng ấy. kỳ là năm nay này. Vâng. Đấy. Chỗ 7 đồng đây này, à 9 đồng đây Vâng. này thì mình À. cộng luôn nó vào cái giá trị của thằng này đi để cho nó hết đi ấy. Thế sau này À. in sổ mà. In sổ Dạ. thôi, in sổ ấy thì mình xuất Excel xong rồi mình tự cộng mà. Còn đâu Vâng. trên này thì kệ nó, hiểu không? Dạ. Đấy. Cho nó Đấy. đẹp với cô hả? Ờ cho nó đẹp, in sổ cho đẹp mà. Ồ, bây giờ em mới hiểu. Lúc trước mà học cái gì? À, làm đẹp báo cáo tài chính rồi làm đẹp sao trời. Đấy đấy là gọi là làm đẹp báo cáo tài chính sổ sách đấy. À, À, thế là ủa gì thì trời làm mình đồ tự đẹp chỉnh thế. sửa bởi vì nó cũng không có nhiều, làm sao mà mình vẫn giữ nguyên cái giá trị của nó là được, À nhưng mà trên mình đẩy từ thằng bảng. này sang thằng khác thôi, hiểu không? Dạ. Còn đâu bình Vâng. thường nếu mà em làm chuẩn ấy thì nó không không bị như thế này, chẳng qua là chị em mình xử lý cái đầu kỳ ấy cho Ờ. nó khớp với mà khớp với lại Dạ số dạ. dư nó mới bị như vậy. Vâng. Thì tương tự tài sản cố định em cũng kiểm tra xem nào nó em chọn các cái tài khoản hạch toán nó đúng hay chưa. Đây này, cái này là 627 là đúng rồi đúng không? Ừ. Đấy, nghiệm thu cái này là 627. Tương tự như thế em lại kiểm tra những cái tài sản dưới. Kiểm tra xong Ừ. chuẩn rồi thì mình lại vào ghi tăng. Đây, vào ghi tăng ở đây để kiểm tra xem chỗ nguồn gốc hình thành này này.
Chọn chứng từ này, xem còn cái nào mà mình chưa ghi tăng hay không. Có 242 ấy, à quên 211 đấy. Không có thì thôi. Thì bây giờ mình kiểm tra xem là chọn đúng phòng ban về tài khoản chi phí chưa là được. Xong rồi bắt đầu lại tính khấu hao từ tháng 1 đến tháng 3. Đấy. Em xử lý đi. Vâng, như là ghi tăng là mình không có phát sinh là đúng không? Ghi tăng không có phát sinh.